Xin chào tất cả các em. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời hỏi chấm 3 trong sách giáo khoa. Trang 109, quan sát hình 17 và điền số thích hợp vào ô trống. Thì các bạn nhìn thấy là hình 17 của chúng ta đây ạ. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó là một cái hình trụ. Đúng không ạ? Có đường kính, có bán kính đáy là 5 cm, có chiều cao là 10 cm. Đúng không ạ? Sau đó thì người ta trải cái mặt, toàn bộ cái mặt bên, tức là toàn bộ cái diện tích xung quanh của hình trụ ra được một cái hình chữ nhật như thế này, đúng không ạ? Và hai cái mặt đáy chính là hai đường tròn, đúng không ạ? Vậy thì cái hình chữ nhật này các bạn nhìn thấy là gì ạ? Nó sẽ có chiều dài là 2pi nhân với 5 cm, đúng không ạ? Còn chiều rộng là 10 cm. Vậy quan sát cái hình này, sau đấy chúng ta trả lời, điền vào ô trống chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi đáy của hình trụ và bằng gì đó. Diện tích của hình chữ nhật thì là bao nhiêu cm vuông? Diện tích một đáy của hình trụ là bao nhiêu cm vuông? Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn, hay còn gọi là diện tích toàn phần của hình trụ là bao nhiêu cm vuông? Đúng chưa? Vậy bây giờ cô và các bạn sẽ vào trả lời cụ thể thì chúng ta sẽ rõ hơn. Chúng ta sẽ cùng vừa quan sát hình 77 chúng ta vừa trả lời ạ. Hình 77. Thế các bạn có là chiều dài của hình chữ nhật. Đúng không ạ? Thì nó bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng bao nhiêu ạ? 10 pi cm, đúng không ạ? Diện tích hình chữ nhật thì các bạn thấy diện tích hình chữ nhật chính là dài nhân với rộng, chiều dài nhân với chiều rộng, đúng không ạ? Vậy nó bằng 10 pi, đúng không ạ? Nhân với bao nhiêu? Nhân với chiều rộng là 10, tức là bằng 100 pi đơn vị là cm vuông. Đúng không ạ? Diện tích một đáy của hình trụ. Diện tích một đáy của hình trụ. Thì các bạn để ý cho cô là diện tích một đáy của hình trụ thì nó chính là diện tích của cái hình tròn có bán kính bằng 5 cm. Vậy nó sẽ bằng là pi nhân 5 nhân 5 và bằng 25 pi đơn vị cm vuông. Được chưa ạ? Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy, hay nói cách khác chính là diện tích toàn phần của hình trụ, sẽ là gì các bạn nhỉ? Chúng ta sẽ lấy diện tích hình chữ nhật ở đây là 100 pi cộng với diện tích hai đáy, tức là 2 nhân với 25 pi, và chúng ta thu được là 150 pi đơn vị là cm bình. Vậy cô và các bạn đã trả lời xong hỏi chấm 3 sách giáo khoa trang 109.